Ngày 24 tháng 8 năm 2014, tại công viên Tao Đàn đã diễn ra cuộc đua khám phá Sài Gòn với 120 bạn trẻ, đa số là các bạn học sinh, sinh viên tham gia. Cuộc đua do công ty cổ phần tổ chức sự kiện We Are One tổ chức nhằm rèn luyện cho các bạn trẻ kỹ năng sống, sức khỏe, khả năng tư duy, đồng thời tạo cơ hội để các bạn giao lưu, học hỏi và xây dựng tính đoàn kết với mọi người xung quanh. Đặc biệt là dịp để các bạn trẻ có cơ hội khám phá, tìm hiểu đất và người Sài Gòn. Muốn giới thiệu Sài Gòn cho tất cả các bạn trẻ, các bạn có thể là biết nhiều điểm đặc biệt hơn. Như ví dụ như ngày hôm nay thì có những cái khu vực cổ hay là những cái địa điểm rất là đặc biệt của Sài Gòn để chia sẻ trong chương trình. Với hơn nữa là mình mong muốn các bạn còn tham gia cuộc đua, bạn nhỏ được cái ý thức là đi xe buýt để bảo vệ cái gìn môi trường nhiều hơn. Đó là hai cái mong muốn chính. 40 đội tham gia, mỗi đội gồm 3 thành viên, phối hợp với nhau để vượt qua 4 trạm thử thách mà ban tổ chức đưa ra với các chủ đề như Sài Gòn vị, Sài Gòn cổ, Sài Gòn sắm và Sài Gòn mới. Đội nào vượt qua các thử thách nhanh nhất thì đội đó sẽ giành chiến thắng trong cuộc đua. Sài Gòn vị là thử thách mà các bạn trẻ cảm thấy ấn tượng nhất khi mỗi đội phải thực hiện việc nướng bánh tráng với các công đoạn như đốt than, mua nguyên liệu với số tiền ít ỏi và phải nướng những chiếc bánh tráng đúng quy định của ban tổ chức. Trải qua cuộc đua, các bạn trẻ đã có những trải nghiệm thú vị và tiếp thu được nhiều kỹ năng mềm trong cuộc sống, cũng đã giúp cho các bạn trẻ có một sân chơi ngày cuối tuần thú vị. Mình thấy Sài Gòn Discovery thì là một chương trình rất là bổ ích, giúp cho giới trẻ hiện nay cũng như là cuối tuần có thể ra khỏi nhà và đi vòng quanh xung quanh thành phố của mình, Sài Gòn của mình để hiểu thêm Sài Gòn hơn, biết thêm những cách kiểu như nấu nướng ở các chặng ăn hoặc là giao tiếp với người nước ngoài hoặc là hỏi han những người xung quanh để tìm kiếm mật thư hoặc là để có thể giải đáp được những thử thách. Kết thúc cuộc đua, đội Good Morning đã xuất sắc giành giải nhất với số tiền thưởng 1,5 triệu đồng và nhiều phần quà của ban tổ chức. Được biết, cuộc đua khám phá Sài Gòn sẽ được tổ chức mỗi tháng một lần trong thời gian tới.